Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay Long về tới vườn của em Tâm ở Bến Tre để quay và gửi tới quý vị và con cô bác mình một số tác phẩm bonsai. Cũng lâu ngày rồi Long không kể về Bến Tre, thì hôm nay Long quay trở lại để gửi tới quý vị và con cô bác mình nhiều cái tác phẩm bonsai nó đa dạng hơn quý vị. Long luôn đi di chuyển nhiều cái địa điểm của các nhà vườn để quay nhiều tác phẩm để quý vị và con cô bác mình ở xã có thể tiền cho việc lựa chọn ha. Rồi chào em Tâm nhé. Dạ rồi, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì Long ghé thì em cũng có giới thiệu với anh em mình một số cái mẫu bonsai, với lại là em có nhập về cái lô đậu đó. Anh em nào có cần thì liên hệ bên em, là nói chung là để là giá sỉ cho anh em mình luôn đó, để giá sỉ rồi. Những cái tác phẩm bonsai dạng những em cầm đó, ngoài ra thì mình còn bán thêm cái đôn chầu. Dạ, thì qua clip này thì cũng như là mình giới thiệu thêm cái mặt hàng ở bên nhà vườn của mình để khuyến chị em ở xa mình có thể ví dụ mà mình lựa chọn những cái đôn cái chầu để mà đặt những cái tác phẩm bonsai của mình vào thì có thể liên hệ với em Tâm ha. Dạ. Đây còn trên tay em là cây mai chiến thủy. Mai chiến thủy. Cái này để ghê nhỉ, để này để sắp em nhỉ. Dạ để sắp. Để sắp nó mới được về. Cây này thì nói chung là nuôi tay cầm nó to, nó hết kẽm, nó liền sẹo, hết sẹo luôn. Thế mình vào trong kia đi nhá. Dạ. Bây giờ vào trong em sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái cây này. Rồi ok. Mời quý vị và con cô bác mình cùng đi vào bên trong để chúng ta chiêm ngưỡng và giao lưu với nhà vườn của em Tâm trong clip ngày hôm nay nhá. Đây cũng là clip đầu năm tại vườn của em Tâm. Thì clip đầu năm thì mình có cái tiết mục lì xì gì cho anh chị em làm cái bonsai, có thể là mình hưởng được cái lộc đầu năm này Tâm nhỉ? Dạ thì mua cây thì mỗi một đơn thì em sẽ tặng cho anh em mình một chai dưỡng rễ về để nuôi cây ha. Dạ. Ngoài ra thì mình có cái mục lì xì. Lì xì đầu năm á. Dạ cái đó thì có anh. Có lì xì đầu năm. Dạ. Vậy thì thì nói chung thì anh em mua thì em sẽ giảm cho anh em mình, thay vì lì xì cho anh em mình đó, rồi, giảm rồi, giá rồi. Cho anh em mình. Rồi ok, thì các bạn thì clip đầu năm thì gần như nhà vườn nào cũng rất là ưu ái. Dạ. Mà anh em đam mê sẽ có cái mục lì xì đầu năm cho anh em mình lấy cái sự may mắn ha. Dạ. Rồi ok em, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong quý vị. Quý vị đừng quên cho em Tâm cũng như Long một like để ủng hộ tinh thần, và yêu mến Long thì quý vị có thể đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mà Long tải vào lúc 19 giờ quý vị nhé. Và bây giờ kính mời quý vị và con cô bác mình cùng đi vào bên trong để chúng ta giao lưu cây ạ. Rồi đây là tác phẩm đầu tiên này quý vị. Tác phẩm đầu tiên trong clip hôm nay. Đầu tiên là cái cây linh sam sông Hinh nha nè. Cây cốt cành rất là to, cây bao già luôn. Sẹo cuốn rất là dày kìa. Cây làm theo lưỡi cái bài luôn em nhỉ. Dạ. Cốt rất là to luôn. Cốt thì chín cái hết. Nhiều dẫn ở đây to hơn tay cái này. Đặt dệt nhiều lần. Dạ. Rất là già. Thì còn kém ít này nha anh em, còn chủ yếu định hình mấy cái chi dâm nhỏ thôi. Đa số nó đã hết kém rồi. Cái này hoành nó 27 nha anh em. Hoành 27. Hoành 27. Cao là 35. Cao là 35. Còn ngang tàn như thế này của nó là 72. Nói cái này 72. Thì đầu năm thì giao lưu với giá mềm cho anh em mình chơi. Và cái này giao lưu với anh em mình là giá 3.800.000. 3.800.000 tác phẩm đầu tiên ha. Dạ đúng rồi. Đây ghi những cái nút cắt dệt như thế này đây. Cốt rất là to. Bự. Cốt to. Dẫn to từ trong ra ngoài luôn. Điều biệt thì tác phẩm này thì được nuôi theo lối cái bài quý vị. Dạ. Trực lắc, tác phẩm cây linh sam dạng trực lắc. Cốt này to hơn chút cái. Rất là đẹp, cao chỉ có 35 cm. Cây này thì anh em mình giao lưu thì sẽ tặng kèm cho anh em mình là một hộ dưỡng rễ như thế này, để về cho anh em mình dưỡng cây luôn. Cái dưỡng rễ đó thì cái quà tặng đỉnh kèm của nhà vườn mình thì cây nào thì cũng có đúng không? Dạ dạ, cây nào cũng có. Rồi ok em, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 2 quý vị nhé. Dạ. Tác phẩm số 2 quý vị hả? Dạ, là cây mai hỉ nu gò cong nha em. Nu rất là to luôn, cây già. Nu gò cong nó có những cái nốt nu lên như thế này. Dạ. Hả? Nó già, nu to bằng đầu chân cái á. À. Nu từ gốc tới ngọn luôn. Cây thì sạch sẹo. Trời, những cái nốt nu nhìn đã ha. Nu giáp cây luôn á.
Hai nữa cây này nó có cái ngọn xế cũng đẹp quý vị. Đôi phân rất đẹp. Cái này gần như là đâu còn mặt thèo nào đâu Tâm hả? Dạ hết xẹo ạ. Liền hết xẹo. Mặt cắt ở trên hết xẹo chứ liền dạ, luôn. Dạ hết luôn. À, mặt cắt liền. Ở trên này nó liền hết rồi quý vị nhỉ? Dạ, liền hết. Cái này mình nuôi thêm cái bộ xương giấm ở trên một tí nữa kính mình lại là chơi đẹp tuyệt vời rồi. Rất là dài. Cái này cái hoành gốc là 42. Gốc là 42. Dạ, còn cái hoành eo thân ngang đây là 27. Thân là 27. Cao là 40. Cao 40. Rồi ngang tàn của nó là 60. Tàn là 60. À, thì cái này giao lưu với anh em mình là giá 4.500k. 4.500k một tác phẩm Mai Chú dạ. Thủy nuôi con quý vị. Dạ. Cái cũng liên lạc rồi. Xeo tính độ ok, chỉ chờ dỗ dâm lên chơi thôi, đang lên hoa nữa. Nung rất là to. Nếu như mà quý vị và con cô bác mình mà ai tìm hiểu về cái dòng nu bò cống thì lẽ nhìn tác phẩm này thì nhận ra ngay ha. Nu bò cống thì là cũng là một cái dòng Mai Chú Thủy mà rất là có giá trị quý vị. Cây nhìn thấy được cái độ già của cây này, nu rất là to. Dạ là 4.500k. Dạ 4.500k. Rồi ok em. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 3 quý vị nhé. Rồi tác phẩm số 3 thưa quý vị. Dạ, tác phẩm số 3 cũng là một cây Mai Chú Thủy nuôi gò công luôn nha anh em. À, cây này thì nó sạch kẽm, cây này thành phẩm rất là lâu rồi. Gốc cành bự ha. Dạ, bự hơn tay cái hết. Cây lùng lực cây này chắc cao tầm khoảng 35. Cây này hoành lớn à? Dạ, hoành to. Mặt đế thì cũng chạy đều hết quý vị ạ. Cốt ngọn, hàng lùng. Lùn lực. Cao đến 35 hay 3 mấy gì ạ. Mặt thèo này thì sao? Mặt thèo này cũng cuốn đã, cuốn dày với chỗ này đã sam cứng rồi, đang liền luôn nè. Đang cuốn, còn cái sẹo nhỏ trên đây liền hết rồi. Cuốn được 60-70% rồi hả? Dạ. Mà nó sạch sẽ, nó không có phá nữa. Đó là bắt đầu liền. Rồi để em đo cho anh em mình tham khảo luôn nha. Cây cũng khá to. Nu vào cống quý vị nhé. Nu vào cống. Đây để em đo cái hoành đế luôn. Cái hoành đế là 76. Hoành đế 76. Hoành thân của nó là 32. Hoành thân là 32. Dạ. Cao đúng 35. Ngang tàn của nó như thế này là 75. Tàn là 75. Dạ. Cái Mai Chú Thủy này nuôi hộp cống nhưng mà dàn kiểu nó da sao nó rụt lạ lại giống kiểu lá trúng Tâm hả? Dạ, nó rất là da. Nó da nó rụt lá nhà nhỏ lại giống kiểu lá trúng luôn quý vị ạ. Nó nằm chậu lâu á nên là cái lá nó sẽ nhỏ lại, cây gì cũng vậy á. Đây những cái đường thuyền cắt dệt và tàu tạc cũng rất là duyên cây quý vị nhé. Dạ. Như cây này thì giao lưu với anh em mình là giá 18 triệu. 18 triệu hả? Dạ. Một tác phẩm Mai Chú Thủy nuôi hộp cống cũng khá lớn và lùn lực. Gòn gàng ha. Cao chỉ có 35 cm. Giá là 18 triệu quý vị nhé. Dạ, dạ. Ok em, tác phẩm số 3 quý vị ạ. Một tác phẩm Mai Chú Thủy nuôi gò cống. Cái này là cái hàng tương lai luôn. Dạ. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 4. Tác phẩm số 4 quý vị. Dạ, tác phẩm này là cái cây Nguyệt Quế lá xoắn cùng chồng nhân em. Cây này thì cũng dạng mini thôi ha. Dạ. Nó đang lên hoa luôn, phơm như vậy. Đặc biệt cái hàng này là hoa rất là xuyên. À, có trái luôn nè, cái này dạ. Còn có trái nè. Hoa thì nó đang nhóm lên là... tới đầu đọt rồi. Đây, chung chung. Đó, hoa chung. Cột cành. Nói chung là nuôi gọn gàng cây dạng mini thôi quý vị. Cái này thì về anh em chỉ cắt xẻ chăm sóc chơi thôi chứ cây đó ok hết rồi. Đây, cái cổ ngon ở trên này. Nó cũng bự bự hết đi. Rồi đếm đo thông số cho anh em mình luôn. Quay cái mặt đế trước kia Tâm. Mặt đế. Dạ. Mặt đế đều mà. Dạ, đế cũng chảy đều. Cái bèo này mình ủ trên này cho nó mạt cái đúng không? Dạ đúng rồi. Vì tưới nó không bị văng cái phân lên á. Ừ. Hoành 27. Hoành thân là 27. Cao 32. Cao 32. Rồi ngang tàn của nó là 50. Tăng 50. Dạ, thì cái này giao lưu với anh em mình giá 1 triệu 2 thôi. 1 triệu 2. Dạ, giá 1 triệu 2 cho anh em mình về chơi. À rồi, tác phẩm số 4 này có giá có 1 triệu 2 quý vị ạ. Tác phẩm số 5.
Là cây mang khỉ trung nu, hàng lùng lực để bàn, thân cũng siêu mini hả? Lắc rồi rất là đẹp nha anh em. Như này cao mười mấy 20 à? Nhưng mà cột nó không bự à? To. Dạ. Cái này anh em để bàn là ok nè. Cái đường tay tàn là định hình rất là ok rồi. Cái số 5 quý vị nhé, cái này cái là trung. Trung nu. Đây, hoành 21. Hình thân 21 cũng khá lớn rồi. Cao 18. Cao 18. Rồi ngang là 32. Ngang tàn là 32. Dạ, thì cái này giao lưu với anh em là giá 1 triệu. 1 triệu ha? Dạ. À, cái nhỏ, như thế này thì gọi giá là 1 triệu quý vị ạ. Dạ. Cây thì nó vào form hết rồi, cái này chỉ mình về cắt tỉa chơi thôi. Dạ. Cái này càng tỉa càng đẹp, tỉa nó ra càng dày càng đẹp. Dày dặm thêm hả? Dạ, ok. Giờ các em, và bây giờ chúng ta sẽ lên tác phẩm số 6. Cây số 6 cây linh sam rễ quái nha anh em. Mặt hoa nó hoa đang chớm đang quá trời nè. Đang chớm rất là nhiều. Đây rất là quái luôn. Cái đường thánh nó quái nha. Ruột heo luôn. Linh sam ruột heo. Đây, những cái đầu hoa nó đang chớm rất là nhiều luôn. Đầu hoa nó chớm đã hết rồi quý vị. Cái này tầm khoảng một tuần nữa là hoa nhiều nè. Anh em mình chốt rồi gửi về anh em mình là tầm khoảng vài bữa nữa nó có hoa chơi luôn. Quái, nhìn nó quái cái gì đúng không? Rất là duyên luôn. Này về anh em mình có thể phối tiểu cảnh rồi này nọ là rất là đẹp. Đây em đo cái hoành rễ ngang chỗ này ha. Hoành rễ ngang chỗ này là 22. Rễ là 22. Dạ. Cao là 42. Cao 42. Và ngang tàn như thế này là 75. Tăng 75. Từ đỉnh xuống hết tàn đổ của nó là 45. Cây rất là đẹp luôn. Thì cây này giao lưu với anh em là giá 5 triệu. 5 triệu ha, một dạ. Tác phẩm cây linh xám quý vị nhé. Dạ, cây này 5 triệu. Là cây số 6 à? Số 6 đúng rồi. Cây số 6 và giá là 5 triệu đồng. Một tác phẩm cây linh xám rễ quái. Rất là quái. Cây green. Cây mau green luôn. À. Cây rinh đúng không? Dạ, cây rinh. Cái này là cái dòng gì em nhỉ? Dạ, cái thằng này là sông Hinh à. Sông Hinh? Dạ. Linh sạp sông Hinh. Rất là đẹp. Rồi, ok em, và bây giờ chúng ta sẽ đến tác phẩm số 7. Tác phẩm số 7 ha? Dạ, cái số 7 cũng là cây Nguyệt Quế, nó sống chục. Cái này thì nó đợt hoa vừa rồi, nó còn giờ đầu trải lại đây ha. Dạ, nhìn nó đeo đeo đẹp ghê ha. Trải rồi. Quay xa xa tưởng cái ớt không ha. Nhà Nguyệt Quế. Dách đế cũng rất là đẹp. Cây này thì sạch sẽ, không có trái tuồn hết. Sẹo cũng đang cuốn dày. Rồi để em đo thông số cho anh em mình luôn. Hoành là hoành đế là 79. Hoành đế 79, còn cái hoành thân ngang đây là 22. Mình thân là 22. Rồi cao là 37. Cao 37. Và ngang tàn như thế này là 55. Thì 15 hả? Cái này báo với anh em mình là 1 triệu 2. À, cái này cũng 1 triệu 2 ha. Dạ, 1 triệu 2 luôn. Mỗi cây nó mỗi nét khác nhau, tùy anh em mình thích chơi cái form như thế nào á. Cái này cái dây sâu form dây dâm đổ dày hết à. Rồi, cái hoa mà chơi thôi. Cơ bản đường thánh của nó thì không bị chảy thua chỗ nào đâu ha. Dạ đúng rồi, sạch sẽ. Sẹo thì cuốn dày luôn rồi. Ừ, có cái mặt theo đó nó cuốn rất là dày. Cốt thì to khoảng em trên cái. Em còn trên cái. Dạ. Quan trọng là cái dách đế rất là đẹp. Có 1 triệu 2 à. Rồi ok em. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 8 nhé. Dạ. Rồi tác phẩm số 8. Dạ. Thì số 8 là cây trung nu, hàng lùng, cái đường thân cốt truyền đồ rất là đẹp. Cái này thì nó bay bay em nhỉ? Dạ, bay bay rất là duyên luôn. Cột to, lùng lực. Cái này chắc cao tầm mười mấy 20 cm à. Dạng hoa rất là nhiều luôn, đang lên hoa. Trung nu quý vị nhé. Trung nu, cây già. Cây rất là duyên. Dạng bay. Dạ. Mặt đệ sao em quay mặt đệ? Đế cũng khá là ok nè anh ơi. À. Đệ khá được. Dạ. Cây đang cho hoa ha. Dạ. Mặt sẹo thì nó cũng cuốn mép dày lắm à. Còn nhỏ xíu à. Cột tình. Cốt thì cũng to bằng tay cái.
Rồi để em đo cái hoành đế này là 38 hoành đế nha. Đế 38, còn thân là 21. Hình thân là 21. Dạ. Cao là 18. Cao 18. Và ngang của nó là 45. Ngang tăng là 45. Dạ. Thì cái chung nu này thì giao lưu với anh em mình giá chỉ có là 3,2 triệu. 3,2 triệu. Dạ, 3,2 triệu. Các bạn clip đầu năm nên là mình cũng đưa ra cái giá nó cũng khá là hữu nghị để anh em mình sở hữu chơi Tết ha. À, chơi trong cái... Cho anh em mình chơi cây đầu năm giá nó hơi mềm tí. Rồi ok, tác phẩm số 8 quý vị nhé, có giá là 3,2 triệu. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 9. Số 9. Yeah. Thì số 9 là cây linh sao. Này hình như là trắng phớt hồng thì phải. Trắng phớt hồng, đây hoa nó đây, mặt hoa đây. Ừ, trắng phớt hồng. Trắng phớt hồng. Nó cũng đang chớm hoa nhiều lắm. Đang chớm chớm bên các đầu cành nhiều lắm. Cái này bầu ở cái cột ở cái chi số 1 số 2 bự ha. Nó ngang, nó dàn giống kiểu nó dàn giống kiểu bá thánh luôn á. Dạ. Làm tài. Mặt đề em quay mặt đề cho em. Gốc nhìn nở gốc. Để nở. Thì cái này trên đường lợp đều hết rồi. Đều rồi, ấm à. Rồi chỉ lợp hoa lên hết chưa. Đây cái hoành nó là 35. Hoành thân là 35. Dạ. Hoành cũng khá lớn đó quý vị. Cao là 37. Cao 37. Rồi ngang tàn của nó là 77. Thì cái này giao lưu với anh em mình là giá 3,5 triệu. 3,5 triệu một tác phẩm này hả? Dạ, đây quá đẹp. À rồi ok em ơi. À, em thấy cái giá như thế này là ok. Trắng phớt hồng nha anh em. Trắng phớt hồng. Dạ. Dạ 3,5 triệu cái gì nhá. Hoành thân là 35 đúng không? 35, cao 37. Ừ. Ngang tàn là 77. Rồi ok. Cái này em thấy là ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 10 nhá. Cái số 10. Dạ là linh sam. Sông hình hoa tím. Cây đang cho ra hoa luôn quý vị. Dạ, đang hoa, đang bứt nhiều lắm. Cái này nó nở lai rai nở suốt. Cái này cột bự. Cái này giá bao nhiêu em? Giá 3 triệu 2 ạ. 3 triệu 2 ha. Dạ. Tác phẩm này giá 3 triệu 2. Rồi để đo luôn đây. Đây cũng khá to. Hoành là 34. Hoành thân là 34. Dạ. Cao 35. Cao 35. Hết tàn như thế này là 75. Tàn là 75. Dạ. Giá chỉ có 3 triệu 2 à. Cây rất là già. Hoa rất nhiều luôn. Đang búp rất là nhiều. Trời. Bút quá trời. Dạ. Rồi ok, tác phẩm số 10 có giá là 3,2 triệu quý vị, tác phẩm cây linh sam khá lớn. Tác phẩm số 11 quý vị. Dạ. 11 là cây nguyệt quế lá xoắn muôn chùm. Hàng nói chung là nuôi kiểu cái bài lùng lực, cốt rất là to. Cái này mặt đế nó cũng đẹp luôn hả? Đế đẹp hả? Dạ. Đế nó chạy chi quý vị? Rất thích chữ A. Điều đặc biệt thì cái này được làm theo lối kết bài. Dạ. Cột cân nuôi bự lắm rồi. Cái này là nhìn nó gọn cây. Anh em mình để bàn chơi nó ở gọn. Mini. Rất là đẹp. Cột nuôi bự rồi ha. Dạ. Cái cột chi to bằng tay cái. Nhỏ bằng tay cái chứ. Được làm theo lối kết bài luôn quý vị nhé. Cái hoành eo nó là 19. Hoành eo là 19. Cao 25. Cao 25. Ngang tàn 30. Ngang tàn là 30. Dạ. Thì cái này giao lưu với anh em mình là giá là 3,5 triệu. Cái này là giá 3,5 triệu ha. Dạ. 3,5 triệu. Cái này nó nhỏ hơn hai cây trước. Hai cây trước 1,2 triệu, nhưng mà cây này thì nó là giá trị hơn quý vị nhé. Dạ. Tại vì mình nói chung là nuôi theo lối cây bài đó, nên là tốn cái thời gian với lại là nó khó nuôi lắm. Cắt dệt đúng không? Dạ. Cắt dệt. Để nó cũng đẹp hơn luôn. Dạ. Các bạn quý vị mình nhìn thì mình cũng chắc hẳn cũng đoán được cái giá trị của cây thôi, mình thẩm định giá trị của cây hợp lý thì mình giao lưu về nhà vườn. Yeah. Cũng là mong rằng clip đầu năm thì chia sẻ số tác phẩm, mà mong rằng anh em có thể ủng hộ cho em Tâm ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến tác phẩm số 12 quý vị. Yeah.
tác phẩm số 12. Dạ, một cây linh sam rễ quái vô cái chậu quạt luôn, nhìn rất là đẹp. Đây, em xoay cho em xem nha. Cùng rễ quái đây luôn quý vị. Quái cây riêng. Mới cắt tỉa nên là chưa có kịp lên hoa nha anh em. Cái này thì chắc tầm khoảng 20 ngày nữa mới có hoa nha. Em mới cắt tỉa. Cột cành ở phía dưới. Dạ. Tầm khoảng 20 ngày nữa là có hoa. Nằm trên cái chậu quạt ha. Dạ, chậu quạt nhìn rất là đẹp. Để cho tổng cái tổng số để đem mình xem thử. Cái hoành rễ ngang đây là 32. Rễ là 32. Chậu lên nó là 18. Xuống là từ đỉnh xuống hết tàn đổ của nó là 45. 45. Dạ. Thì cây này thì giao lưu với anh em giá 3.500.000. 3.500.000 tác phẩm số 12 quý vị nhé. Dạ. Cây linh sam rễ quái được đặt trên một cái chậu quạt. Rất là đẹp. Đang trồng rong cho anh em mình về chơi luôn. Tầm khoảng 2 tháng nữa rong nó dày lên là đẹp. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm tiếp theo quý vị ạ. Tác phẩm số 13 ha. Dạ, cây 13 là cây mang hỷ trung nu, cây bao lùng luôn. Cây này cao chắc tầm 15 đổ lại. Mini quý vị. Mini. Mini để bàn. Vàng xương mà cũng ok, ra phơm hết rồi. Cũng đang cho hoa. Rồi, để em đo cái thông số. Nhánh rễ nó cũng trải đều rất là đẹp nha anh em. Hoành là 21. Hoành là 21. Cao 15. Cao đúng 15 luôn hả? Dạ, có 15 rồi. Cây lùng rất là đẹp. Ngang của nó là 36. Ngang là 36. Đây không tan này cũng cơ bản lợp đều rồi quý vị nè. Thì cái này giá giao lưu với anh em mình 1 triệu rồi nha anh em. 1 triệu ha? Dạ. Cái đầu cắt này này nó cũng đã cuốn theo cái thế rồi. Dạ. Cuốn lại. Được làm theo lối cái bài luôn. Dạ. Dạ, 1 triệu đồng. Đây, về cho anh em để bài rất là ok. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 14. Dạ. Tác phẩm 14 là một tác phẩm cây hải châu. Dạ. Hải châu. Nó nguyên một gốc liền, bể liền, nhiều thân. Cùng rừng luôn hả? Dạ, đúng cùng rừng. Đây, mặt đệ này quý vị. Nó chín là một thân nha anh em. Chín thân luôn hả? 2, 4, 6, 8, 9 thân. Ồ, đúng trực sinh luôn hả? Dạ. Nó một cốt liền luôn quý vị ạ. Một cái bể liền luôn. Liền, nguyên một bể liền đặt. Chín thân. Quá đẹp. Hải châu. Ê, cái mặt cắt ở trên thì nó cũng thấy nó cũng cuốn theo nữa quý vị. Dạ. Cốt thì cũng tầm khoảng tay Úc. Cái chí nó được bằng ngón tay út đó quý vị. Nguyên cái hoành đế của nó là 60. Và nguyên là một cái hoành đế bao gồm 19 thân. Hoành bể liền của nó là 60. 60. Cao là 50. Cao 50. Dạ. Và ngang tàn như thế này là 80. Thì hải châu này thì giao lưu với anh em mình là giá 5 triệu. 5 triệu một tác phẩm cái hải châu này. Dạ. Ha. Cái tác phẩm cùng rừng chín thân. Chín thân. Rơi vào trực sinh luôn đó quý vị. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, tác phẩm cái hải châu, một bề liền quý vị nhé. Một khối bề liền ở dưới này luôn. Coi như là một cột mà chín thân đấy. Dạ. Phẩm tàng làm theo đuổi, nói chung là nó như tàng đa luôn rồi đó. Dạ, nó cũng ấm ấm rồi. Này nó lên thế nữa là ok. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 15. Dạ. Rồi, tác phẩm số 15. Dạ, cây này là Nguyệt Quế đã xoắn con chùm là số 15 là cũng là cái cây cuối của cái clip này nha anh em. Cây này là cây cuối cùng rồi hả? Dạ, cây cuối cùng của clip. Từ từ em để em quay cái mặt đế trước. Đế quá đẹp luôn. Ừ, cái mặt đế đẹp lắm quý vị. Để chạy đều. Đế đều đẹp, nở dưới đây nó rất là đẹp. Nở ngay gốc, nở cùng. Cây sạch sẽ không trái tuột nha anh em. Không bị trái tuột chỗ nào đúng không? Dạ, không có tuột chỗ nào.
rất là to. Chi kinh cũng nuôi cũng khá khá không này nè ha. Bằng tay trái tay út hết rồi. Xoay cho anh em tham khảo một vòng cái rồi em đo cho anh em mình biết thông số của nó luôn. Cái này cũng khá khá lớn à. Dạ. Cái này thì anh em mình về để lên cái đôn nữa thì nhìn cây rất là ok luôn. Kết hợp vừa chậu vừa đôn rất là đẹp. Quan trọng là đôn bên em cũng có bán luôn nha. À, thì như đầu clip thì mình đã giới thiệu qua rồi. Đây cái này là cái hoành thân. Hoành thân là 34. Hoành thân là 34. Dạ. Cao là 50. Cao 50. Rồi nhan tàn như thế này là 90. Thân tàn là 90. Dạ. Thì cái này giao lưu với anh em mình là giá 7 triệu. 7 triệu ha. Dạ. Tác phẩm mà cái Nguyệt Quế dùng là sản phẩm chung. Sản phẩm chung đang lên hoa luôn. Đây. Chỉ cần nuôi bự bự rồi. Đang chớm hoa lên tới đầu đọt rồi. Tuần 10 bữa nữa là sẽ có hoa chơi luôn. Rồi ok, thì vừa rồi Long cùng em Tâm cũng đã giới thiệu đến quý vị và con cô bác mình 15 tác phẩm trong clip đầu năm ngày hôm nay. Thì mong rằng quý vị và con cô bác mình xem thì có thể ủng hộ cho nhà vườn ha. Dạ. Cũng như những clip trước. Thì chắc là mình kết thúc clip tại đây luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn anh em mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua nha. Rồi cảm ơn anh em mình rất là nhiều ạ. Rồi ok, Long cũng xin kết thúc clip tại đây luôn quý vị.